Và để mở đầu chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, em Huy Khánh xin được gửi đến quý thầy cô giáo và các bạn học sinh với một ca khúc nói lên những tâm tư, những tình cảm, những khát khao, những khát vọng của những người mù, người khiếm thị trong trung tâm qua ca khúc Lời Người Khiếm Thị. Xin được trân trọng kính mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng đón nghe và thấu hiểu hơn về hoàn cảnh của các em học sinh khuyết tật trong trung tâm. Xin được trân trọng kính mời và hãy dành lại cho em Huy Khánh một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cho ca khúc được thành công. Xin được cảm ơn rất nhiều. Thầy cô không nhìn lại.